Hello, Vương chào tất cả mọi người đang xem kênh của Vương Vinh Vlog nha. Chiều hôm nay thì Vương sẽ vào rẫy để đi đặt bẫy chuột nha mọi người. Lâu rồi Vương chưa vào rẫy mọi người ạ. Giờ nhìn rẫy nó khác như hồi trước đi. Bây giờ Vương sẽ qua bên kia để đặt bẫy nha mọi người. Vương có cầm mấy cây đây, 9 cây bẫy và một cái mã tấu nha. Mọi người hãy cùng đồng hành với Vương nha. Mong mọi người sẽ cho Vương một like và subscribe kênh cho Vương nha, để giúp Vương có thêm động lực làm nhiều video tiếp theo. Ok. Ở đây Vương phát hiện có một chỗ nó ăn nha mọi người. Đây. Giờ Vương sẽ đặt đây một cái nha. Đây là cái bẫy đầu tiên Vương đặt nha. Cuối cùng Vương cũng đã đặt xong rồi nha. Giờ thì Vương sẽ đi kiếm thêm chỗ khác nha mọi người. Vương đặt bằng khoai mì nha. Ở đây thì Vương có phát hiện một chỗ nha mọi người. Đây. Nhưng mà nó cũ quá rồi nha. Nên Vương sẽ không đặt. Với lại nó quá gần cái bẫy bên kia nữa. Nên Vương sẽ đi kiếm chỗ khác nha. Vương đã đặt xong cái bẫy thứ hai rồi nha mọi người. Giờ Vương sẽ nhảy qua bờ mương này để qua phía bên kia nha. Ở đây có một cây gỗ này mọi người. Đây có cái phi này. Thử Vương nhắc lên có cá có gì không nha. Okay. Vương nhắc phi lên rồi mà không có con gì hết nha mọi người. Lô nãy giờ. Giờ Vương qua bên đây. Coi bên vườn mì có gì không nha. Ở đây chả có gì hết nha. Đây, giờ Vương đi qua chỗ khác nha mọi người. Mọi người coi ở đây nè. Khá dữ dội luôn mọi người. Đây, giờ Vương sẽ đặt đây thêm cái nữa nha. Vương đặt xong rồi nha. Vương đi quay một mình mọi người. Nên không có ai quay giùm mà khi Vương đặt. Nên mọi người thông cảm nha. Không có cái chân quay đặt điện thoại này mọi người. Thank you.
Giờ Vương còn một cái cùng nha mọi người. Ở đây có bụi mì, Vương sẽ qua coi nha. Cái gì vậy? Mọi người thấy không? Rất là khủng khiếp luôn. Cái này mình cá là vừa mới ăn luôn nha mọi người. Đây nha. Đây. Nó còn ẩm ướt nha mọi người. Đúng lúc Vương còn cái cuối cùng luôn chứ. Vương sẽ đặt đây một cái nha mọi người. Đây. Hy vọng ở đây ngày mai chúng con cực bự nha. Khiếp quá mọi người ơi. À, cũng đã đặt xong luôn nha. Chiếc bẫy cuối cùng luôn. Đây là game này. Hy vọng ngày mai ở đây có một con bự chả bá luôn nha. Cuối cùng thì Vương cũng đã đặt hết tất cả các số 7 mà Vương đã đem theo rồi nha mọi người. Vương chỉ đặt quanh khu vực này thôi nha. Đây. Bởi vì Vương đem có 9 cái thôi mọi người. Đặt có chút xíu à, giống như đi dạo à. Giờ Vương sẽ đã đặt xong rồi nên sẽ đi về nha mọi người. Chỉ không mà đợi tới ngày mai đi thăm thôi. Mong mọi người hãy cùng đồng hành với Vương vào ngày mai nha. Giờ thì Vương sẽ bye bye mọi người.